cho nên cái gì mới cho nguyên một con rồng lửa xuất hiện ở Sài Gòn, nguyên cái bản đồ nước Việt Nam xuất hiện ngay ngày đó. Cái mấy gì nói được, tụi nó lì quá để dò nguyên cái bản đồ nước Việt á. Mấy nó thấy thấy bản đồ đó không? À, nguyên bản đồ nước Việt hiện là ở Hà Nội á, là hồng thiên trong núi kỳ đó. Và trước khi là mấy vị làm ra những hiện tượng đó là mấy vị cũng có nói nguyên con phượng hoàng lửa xuất hiện, nhưng mà con người vẫn chơi chơi là qua 2-3 ngày rồi họ cũng quên, nó ngộ vậy đó.